Rồi, chào mừng anh em nha, đến với channel của mình. Thì hôm nay mình quay lại cái vùng đất của Lâm Đồng nha anh em. Hôm nay ghé là miếng vườn của bà chị để tư vấn bà chị về cái cách chăm sóc về cái cây mít Thái và cái cây quýt đường nha anh em. Thì đây là cái cây quýt đường, một hàng chính giữa, và cây mít Thái hàng bìa. Đây là mít Thái tầm khoảng được đâu 60 tháng vậy nè anh em. Về cái độ phát triển thì ok, nhưng mà cái màu lá thì hiện tại mình chưa có ưng ý, tại do là một số cái vấn đề là do nhện nó gây hại anh em. Nè, anh em thấy không? Cái con nhện nè. Nè, đó đó đỏ nè. Đó, nó gây hại không? Thì nó làm cho cái lá mình á sẽ lủng lỗ thâm lỗ lủng lỗ gì nè. Đó, bắt đầu từ từ lá mình nó sẽ bị cháy nha anh em. Đó là cái tác nhân do cái con nhện nó chích thúc nha anh em. Nè, anh em thấy con nhện không? Con nhện đỏ đỏ nè. Đó, nó bò nè. Thì đó là một cái số điểm lưu ý về cái cây mít Thái anh em. Còn một cây một số cái vấn đề là cái cây quýt nè. Nè, cây quýt thì nó còn dữ hơn cây mít nên em ơi, nhìn đỏ nè anh em. Nó gây hại nè. Làm cho cái lá mình nó lủng lỗ thâm thâm nè. Nó không được xanh cái lá mình nè. Đó, thì đây là cái vùng đất của Lâm Đồng. Hôm nay thì đi cuộc hành trình cũng khá là đuối luôn anh em ơi. Đi ở dưới miền Tây lên Lâm Đồng, rồi thì sáng thì mình có đi ở cái cánh của thằng Bình Thuận. Mình đi ra tới Bình Thuận luôn để tư vấn kỹ thuật cho chủ nhà vườn trồng mít luôn. Anh em thấy đây là cái đồi, đây là mít Thái nè. Đó, bưởi luôn nha anh em. Nguyên cái vạt cái vùng này anh em thấy đó là đồi núi gì không nè anh em. Đó, đồi gì không đó. Bạc ngàn luôn. Thì hôm nay cũng ghé lại vườn để tư vấn. Chị cũng nhờ Nam Lùng coi cái kênh Cùng Nông Dân Ra Vườn của Mr. Nam. Thì chị cũng nhờ Nam Lùng ra tư vấn kỹ thuật cho chị về cách thức trồng cây, về cái cách thức mà chăm sóc cây như thế nào để cho nó đạt cái hiệu quả cao trên vườn của chị. Đó. Đây, cây của chị đây. Cũng khá là đẹp. Nhưng mà chủ yếu là cái gì? Nhện đỏ, gây hại rất là nặng. Lá nè, lỗ nè, là nhện đỏ nghe anh em. Nè, nó nằm ở dưới nè, anh em thấy nè. Đó, đỏ nè. Chắc quay phim chắc anh em không thấy gần này. Đó. Thì hôm nay á, là mình tác nghiệp cùng với tất 4 anh em. 4 anh em của mình thì đi để tác chiến. Thì anh em về cái thứ nhất là mình ra đây thì mình tư vấn cho bà con nông dân mình về cái cách mà chăm sóc, về cái cách mà bảo quản cái cây trồng của mình như thế nào để cho nó phù hợp, và cách thức bón phân như thế nào để cho nó hợp lý, để cho cái cây mình nó nhanh phát triển nghe anh em. Thì đây, thì một số cây này anh em thấy đó cũng khá là ok, nhưng mà bị nhện đỏ thôi, gây hại thôi. Anh em thấy không, nguyên một cái đồi lên trên đó nữa kìa, lên trên đó nữa, rồi qua bên đó nữa, nói chung là bao hết trơn cái vùng này luôn là của chị. Thì mình ở đây mình cũng có nói thêm với anh em luôn là mình ra đây mình sẽ tư vấn anh em là về cái cách thức mà chăm sóc. Mình đi, nói chung là mình đi vì cái đam mê, mình đi vì cái nền nông nghiệp, chứ mình đi mình không có lấy tiền hay là bất cứ gì anh em. Chữ anh em mời Năm Lùng ly cà phê hoặc là làm con rà xì rượu, ok. Đó. Đây anh em thấy nè, nhện đỏ nè, nó gây hại nè. Đó, nhện đỏ nó gây hại cực kỳ nhiều luôn. Vậy anh em thấy đây, giờ này tôi thật chắc tôi nói với anh em là tôi cũng bơ phờ luôn. Tôi mình mẩy tôi giờ này là coi như là rất bơ phờ luôn. Quá trời luôn. Thì ở đây nè anh em thấy nè. Để mình nói với anh em số vấn đề tại sao á mà cái lá mít á nó bị như thế này. Nè, một số anh em nói là cái lá mít nè nó lủng lỗ thâm lỗ nè. Đây thâm lỗ nè, thấy không? Là do cái tác nhân là cái con nhện đỏ nó chích thúc nghe anh em. Đây cái con nhện đỏ nè. Nó nằm lớp ở dưới mặt dưới lá nè, bắt đầu nó chích thúc làm cho cái lá mình nó lủng lỗ, cái dịp lục tố của cái lá mình nó sẽ lủng đi, thì bắt đầu cái độ quang hợp á, khi một khi mà ánh nắng chiếu lên á, làm cho cái màu lá mình nó hơi ngà vàng, nó không có bị xanh, nó không có xanh cái lá mình nghe anh em. Thì lúc đó giai đoạn đó nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào, làm cho cái lá mình nó sẽ bị cháy luôn cái ghìa này không chừng. Đó, thì anh em nên cần lưu ý một số cái vấn đề nghe anh em. Thì về cái cây mít này anh em thấy không, độ phát triển là rất ok, nhưng mà tại vì do cái vấn đề do nhện cái nữa thôi. Rồi thì để anh đây mình nói với thêm về cái vấn đề nữa anh em coi, về cái cây nguyên cái vùng mình em thấy đây, bạc ngàn không,
quá luôn. Hôm nay thì tác chiến cùng với bốn anh em, đó là một thành viên của tôi, đó thành viên mặc áo xanh xanh đó, đó tôi là Nam Lùng. Thì anh em nào có thắc mắc thì cứ liên hệ vào số điện thoại của tôi bên dưới, hoặc là tôi để trên màn hình đó, thì anh em hãy nhớ câu châm ngôn gì: muốn đi xa thì hãy đi một mình, muốn đi nhanh thì hãy đi cùng với Nam Lùng. Đó là Nam Lùng, cái câu châm ngôn của Nam Lùng nghe anh em, anh em hãy nhớ. Anh em thấy không, mít nè, đã ok không? Đây là anh cho cái cảm nghĩ là anh đi đợt này ngoài đây anh thấy sao anh? Anh nói là đi đợt này ra đây anh mệt quá. Còn đây là cái kỹ thuật đây. Cái thứ hai nữa, trường hợp như chẳng hạn cây quýt đường của mình nó đang ra đọt lọt sọt kiểu này đúng không? Ở trong miền Tây á mình gọi á là lãi. Quay lại đây nè. Lãi là như thế nào? Đây, cái đọt như chẳng hạn anh em thấy nè, ở đây nó chưa ra đọt nè, ở đây nó chưa ra đọt nè, ở đây nó chưa ra đọt nè đúng không? Ở đây nó chưa ra đọt nè, mà tự nhiên cái nó ra khoảng mấy đọt đây nè. Đó, là mình nói lãi là sao? Là anh em lấy cái tay nè, phủi nó đi. Nè, phủi đi nè. Đó, phủi nó đi để làm gì? Để cho nó ức chế lại, bắt đầu cho nó ra đọt đồng loạt với nhau để mình quản lý được cái con sâu với cái con gầy nha anh em. Đó, mình lại bỏ đi nè. Nè, bấm lại đi. Thì cái vấn đề mình đang làm gì? Mình đang chờ cho cái cơ đọt kia nó lên lại để cho nó kịp với cái cơ đọt sau này. Để em chịu, anh em cứ xịt thuốc không là anh em tốn tiền chịu không nổi. Đó, anh em thấy không? Lãi hết toàn bộ. Thì ở đây còn một đọt nữa nè. Nè. Đó, mình lãi. Thì mình ví dụ như trường hợp cây này nè, mình lãi gì thì bắt đầu mình sẽ chờ đi cho nữa nó ra đồng loạt cơ đọt với nhau thì mình quản lý cái con gầy con sâu này nọ nó rất là phù hợp, nó sẽ không tính tốn tiền cho cái cây của mình. Anh em thấy đây nè, đây chỉ nè. Camera gửi vậy. Nè, nó cây này hiện tại nè bị nhện nó đánh nè, tơ tả, với hai nó bị ghẻ nè, ghẻ đánh nè, tơ tả luôn. Đó, quá trời luôn. Đánh quá đánh luôn. Giờ phải lủi bọn. Đây vậy nè. Mấy cái đó lại bỏ hết. Phủi bỏ hết. Cái này bây giờ bữa nào đi lãi. Ông nãy ông có chỉ gì lãi chưa? Lãi rồi. Em vườn mít của chị đợt này là đánh điện đỏ mới tưới gốc cho nó hồi xanh luôn nhá. Đấy là đang kê thuốc cho chị để gửi lên á. Nhá, em về em phải phối hợp để em phục hồi cho chị rồi. Xong này. Cây nó mạnh thì sang năm mình mới làm trái được, chứ còn bây giờ mà nếu không kịp thời từ bây giờ như cây này là ngon này nè. Cây này không, như cây vàng mít, cây vàng mít nha. Cây vàng mít bên đây đạt hơn vàng mít bên kia. Bên này im hơn dưới trên đó luôn đó. Là đẹp nhất. Và cái dàn này thì trồng sau 2 tháng mà nó đẹp hơn ngoài trong đó. Lý do trong đó lúc đó em biết làm sao không? Trồng xong là cái hệ thống tưới bếp quăng nó không tưới nước, đâm ra nguyên một mùa hè nó sủi. Mà biết khi bây giờ biết rồi chị mới lai nước vào gốc thế này, nhưng mà mình chị về chị sẽ cắm xa ra nữa à, cái này để nè. Cho cái này nữa cắm xa ra chứ mình đừng nên cắm gần quá. Cắm ở giữa để cho nó tưới, hai bên nó tưới giáp nhau nha. Cắm xa xa ra gì nè. Chị hiểu rồi. Vào đây nó sẽ tưới qua hai bên này nè. Rồi thêm cái này nè, cây bít này bên đây nè, bữa nào á tỉa xương xương cho em đi được rồi nè. Trường hợp như những cái cây này nè, cây này là nó đang ra bông gió vậy nè, bông gió đó, tỉa xương xương cho em đi, hoặc là cắt bỏ luôn nhánh này luôn cũng được. Tại sao? Cái nhánh này nó gần với cái chỗ mắt ghép này nè, đúng không? Sau này nó mang trái ngay chỗ này nè, dở lắm. Sơ đen hả? Sơ đen. Cắt bỏ luôn. Đây. Cắt bỏ luôn cái nhánh này cho em. Rồi tỉa xương nè. Như chẳng hạn nè, cắt bỏ nè. Đúng không? Mấy cái nhánh này chừa lại nè, cắt bỏ mấy nhánh này nè. Mấy nhánh này nè, cắt bỏ xương nè, cắt bỏ xương nè. Dọn nó một cái cho nó trống thứ hai nữa biết không? Gió. Cái vườn mít của chị là trồng sau cái này 3 tháng nhưng mà trồng sau ở trong kia luôn mà nó còn đẹp hơn. Dạ. Vừa rồi nó không chết mất 200 cây là vườn nó của chị đẹp lắm. Nhưng bây mà chuẩn nhất là cái vườn trên kia. Không. Cái vườn trên đó. Vườn trên đó chuẩn đó. Chuẩn nhất luôn. Cao. Cao. Cái thứ hai nữa là đất nó trồng mía. Đất nó trồng mía. Người ta trồng mía xong người ta bán cho mình, giờ trồng xong đất nó đẹp. Phải trồng rồi. Mía xong nó tốt lắm, tại vì cái rễ tâm của mía nó nát. Còn nữa coi đi lãi mấy này luôn nha. Đây nè. Có
có thời gian nó đi lại chừng 2 buổi là xong mà. Cái này nhẹ hiệu quả đâu gì đâu. Ba đọt này nè. Nào, lại bỏ xương xương nó cái. Chị tức lắm, cái vườn quýt này chị thấy nó không có đạt. Hồi xưa chị nuôi vườn quýt của chị ở trong nó rất là đẹp mà cái vườn này nuôi hoài nó không lên. Vườn này bị nhện đỏ nó đánh banh chặt chứ. Bây giờ là em, cái vườn quýt như vậy mình cứ gửi một liều nhện đỏ lên mình xịt đi, xong nếu còn thì mình gửi tiếp đi nhờ. Cho nó không, nhện, nhện đỏ em nói chị chỉ đánh một cái bật một là cái nó chết luôn. Lại một cái bắt đầu nó hình đợt này gì đúng không, cái tàn nha, cây quýt chị thấy đợt này nha, ổng đưa phân thuốc cho chị rồi đúng không, đợt sau nó ra gì nè. Bây giờ thì nó bấm, nó bấm mẹ nó xuống cái này luôn đi. Bấm gì? Bấm cho nó thấp thấp xuống luôn đi. Thôi được rồi, chỉ lấy đọt thôi. Lấy đọt nó bấm rồi, bấm nó rồi.